Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là vùng đất có nhiều dân tộc anh em với những nét độc đáo riêng biệt. Chính điều này đã tạo nên sức hút đối với du khách khi đến với tỉnh Yên Bái, nhất là loại hình du lịch cộng đồng. Nắm bắt được thế mạnh này, gia đình đoàn viên thanh niên Lò Văn Bình và Lường Thị Yến đã mạnh dạn phát triển mô hình du lịch cộng đồng, mở ra hướng đi mới cho nhiều đoàn viên thanh niên ở Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái học tập vươn lên thoát nghèo. Vợ chồng đoàn viên thanh niên Lò Văn Bình và Lường Thị Yến cùng sinh năm 1984 là người dân tộc Thái, sống ở thôn Chao Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, là một trong những hộ gia đình trẻ tiên phong phát triển mô hình du lịch cộng đồng từ năm 2013. Chúng tôi ở những cái vùng miền xa xôi như thế này và chúng tôi đã được tiếp xúc với khách nước ngoài. Và bây giờ tôi đã được giới thiệu với khách, có cơ hội để giới thiệu với khách những cái phong tục truyền thống của gia đình này và cả những cái tập quán, tập tục của ông cụ ngày xưa để lại. Và chúng tôi đã có cơ hội để phát triển du lịch cộng đồng và giới thiệu những cái văn hóa của người Thái đến với bạn bè quốc tế. Để đi đến quyết định có tính đột phá này, ban đầu cả nhà anh Bình và chị Yến cũng rất lo lắng. Vì ngoại ngữ, một chữ bẻ đôi cũng không ai biết. Phong tục tập quán của người Thái lại quá lạ lẫm với người nước ngoài. Và nếu thất bại, cả nhà sẽ vướng vào nợ nần khi mà vốn đầu tư phần lớn phải vay mượn từ anh em họ hàng. Bằng quyết tâm vượt khó, không ngại khổ, dám nghĩ, dám làm, gia đình chị Yến bắt tay vào làm du lịch cộng đồng từ suy nghĩ phải thoát nghèo, từ cách làm mới, từ hướng đi mới. Ngôi nhà sàn 5 gian được giữ nguyên kiến trúc truyền thống và có thêm công trình phụ hiện đại, tiện nghi, được trang trí, tô điểm bằng những vật liệu truyền thống của địa phương như mây, tre, sỏi, đồ đan lát, thổ cẩm. Bày trí hài hòa, phù hợp với khuôn viên sinh hoạt truyền thống của đồng bào Thái. Đồng thời, cổng nhà và tường bao quanh trồng các loại hoa dây leo như hoa tigon, tầm xuân, loa kèn, v.v. khiến ngôi nhà quanh năm rực rỡ trong sắc hoa. Khách đến đây chủ yếu là người nước ngoài, họ rất thích thú với trải nghiệm, cùng ăn, cùng ở, cùng vào bếp tự tay chuẩn bị và nấu một bữa cơm đúng phong vị của người Thái. Chị Lò Thị Yến là người đảm đang, vừa quản lý, đón nhận khách, trực tiếp vào bếp với khách. Chị vừa tự tay dệt từng chiếc khăn quàng cổ để khách làm quà, món quà kỷ niệm đặc trưng của vùng cao Tây Bắc. Những cái sản phẩm này của chúng em đã tự tay dệt nó rất là kỳ công chị ạ. Dệt thêu làm rất là kỳ công như là cái khăn piêu này chị ạ. Cái khăn piêu này bọn em cũng làm rất là kỳ công này. Mình đi mua vải quấn về xong rồi mình dệt xong rồi mình nhuộm chàm chị ạ. Xong rồi mình thêu lên cái này, cái hoa văn này nó nói lên cái họa tiết của cái kén cườm ấy chị. Nó là dịch ra nó là cái hạt quả chám ấy. Vâng. Để dệt ra một khăn này hết bao nhiêu thời gian đấy? Vâng, cũng lâu lắm chị ạ, tại vì mình không có thời gian để mà mình làm liên tục ấy, cứ khi nào rỗi thì mình mang ra để làm. Khách đến cũng rất là thích mua những cái sản phẩm này để mang về trưng bày ở nước bạn. Với không gian thoáng đãng, vườn rau mùa nào thức nấy, khuôn viên xung quanh nhà rực rỡ sắc màu quanh năm, gia đình chị Lường Thị Yến ở thôn Chao Hạ được gắn biển mô hình nhà sạch vườn đẹp từ năm 2017. Qua vài năm làm du lịch cộng đồng, anh chị đã tích lũy được khá nhiều kiến thức và kỹ năng. Thời gian khách lưu lại gia đình, các thành viên trong nhà luôn chủ động giới thiệu công việc lao động, nền nếp sinh hoạt và mời khách cùng tham gia. Khách nước ngoài lưu trú tại nhà chị Yến luôn hào hứng với các hoạt động đi nương gặt lúa, bẻ ngô và tìm hái rau rừng. Khách đến thường đông nhất vào khoảng tháng 2, tháng 4 hàng năm. Sau đó khách thưa hơn, nhưng khoảng tháng 5, tháng 6, rồi tháng 9, tháng 10 thì đông trở lại khi người dân trong bản vào mùa gặt lúa, bẻ ngô. Trung bình mỗi năm, nhà chị Yến đón được khoảng trên 300 lượt khách Tây đến ở, mang lại lợi nhuận gần 100 triệu đồng. Hiện tại trong thôn của tôi mới có 4 hộ gia đình làm và chúng tôi mong muốn các cấp các ngành quan tâm đến và để tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình làm để như là gia đình trẻ như chúng tôi để phát triển càng ngày càng tốt hơn.
Trao Hạ là một trong những thôn còn nhiều khó khăn của xã Nghĩa Lợi. Cả thôn có 86 hộ thì số hộ nghèo vẫn còn chiếm tới 1/3. Đất ruộng chỉ có 12 hecta cho cả thôn. Kinh tế chậm phát triển nên hướng đi của đoàn viên Lường Thị Yến, Lò Văn Bình đã và đang được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương rất ủng hộ. Đẩy mạnh mô hình du lịch cộng đồng cũng là một trong những bước tiến quan trọng của thị xã miền Tây Bắc trên bước đường xây dựng thị xã văn hóa, du lịch và phát triển ngành công nghiệp không khói. Mở ra hướng đi mới, giúp nhiều hộ gia đình đoàn viên, thanh niên và nhân dân vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình thanh niên đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.